Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Người Việt Nam. Như vậy là sự kiện One More Thing đã vừa kết thúc, đánh dấu bước chuyển mình lớn dành cho những dòng MacBook của Apple. Đầu tiên thì mình sẽ điểm qua những cái mà thay đổi lớn nhất, đó chính là về con chip. Năm nay thì Apple đã giới thiệu con chip mới có tên là M1, dành cho toàn bộ dòng máy Mac chạy trên kiến trúc của ARM. Và tại sao Apple lại phải đưa ra một kiến trúc mới? Tại sao Apple lại loại bỏ dần đi những chiếc máy chạy chip Intel? Là bởi vì các bạn hãy nhìn xem, những chiếc iPhone của chúng ta nó hãy chạy một hệ điều hành riêng, kèm theo đó là những con chip riêng được Apple tùy chỉnh. Như vậy thì sẽ đem lại cho máy một cái hiệu năng nó tốt nhất. Apple có thể tối ưu từ đầu đến cuối, làm sao để phần cứng tối ưu nhất khi hoạt động cùng với phần mềm. Và thông qua đó Apple cũng có thể loại bỏ đi những cái rủi ro khi mà về cái việc là không tương thích giữa phần cứng và phần mềm. Như các bạn thấy là gần đây đã có những chiếc MacBook Pro bị quá nóng, nên là cái điều đó Apple phải kiểm soát được. Và hơn nữa là Apple cũng có thể tự kiểm soát được cái nguồn cung ứng linh kiện của họ, qua đó thì giúp giảm cái chi phí khi mà họ phải build lên một cái sản phẩm. Và cuối cùng cũng là một lý do rất là quan trọng, đó chính là trong tương lai gần thì Apple muốn mọi ứng dụng của họ tạo ra có thể chạy song song từ iPad cho đến iPhone, và cuối cùng là trên những chiếc máy tính Mac thì đều chỉ dùng chung một ứng dụng mà thôi. Điều này thì Apple cho biết rằng trong vòng 2 năm tới họ sẽ cố gắng tối ưu được tất cả các thứ về phần mềm, về phần cứng, làm sao nó có thể hoạt động trơn tru nhất trên những dòng máy tính Mac, để cái tương lai gần đó của Apple nó ngày càng gần hơn với chúng ta. Rồi nói lên thêm một chút thì bây giờ chúng ta sẽ vào vấn đề chính. Đầu tiên là con chip M1. Đây là con chip sản xuất dựa trên tiến trình 5 nanomet, nó giống như con chip A14 Bionic đang có mặt trên những chiếc iPhone 12. Tuy nhiên thì nó có đến 16 tỷ bóng bán dẫn thay vì chỉ là 11,8 tỷ bóng bán dẫn trên con chip A14 thôi. Và con chip này thì vẫn có 8 nhân, trong đó thì vẫn có 4 nhân hiệu suất cao, sử dụng lõi nhanh nhất thế giới. Chỉ số hiệu suất trên điện năng thì được Apple nhấn mạnh cao hơn nhiều so với chip PC mới nhất hiện nay. Nó gấp khoảng 2 lần, mặc dù thì có cùng mức TDP là khoảng 10W. Con chip M1 thì cũng sở hữu GPU tích hợp nhanh nhất thế giới, khả năng xử lý AI lên tới 11.000 tỷ hoạt động mỗi giây qua bộ xử lý Neural Engine 16 lõi. Ngoài ra thì con chip M1 này cũng có bộ điều khiển USB 4, công cụ mã hóa và giải mã đa phương tiện cùng một loạt các tính năng bảo mật. Chúng bao gồm các biện pháp bảo vệ khởi động, mã hóa và thời gian chạy an toàn được xác minh bằng phần cứng. Apple tuyên bố con chip này thì sẽ giúp cho máy Mac khởi động ngay lập tức, ngay từ chế độ ngủ. Con chip này thì cũng cung cấp hiệu suất tốt ngay cả khi các bạn chạy chương trình 3D hoặc là chỉnh sửa ảnh RAW. Theo Apple thì Final Cut Pro chạy nhanh hơn 6 lần và Logic Pro có thể xử lý lượng bài hát gấp 3 lần với con chip mới. Apple cũng cho biết rằng những ứng dụng từ các nhà cung cấp bên thứ ba như Adobe cũng sắp được hỗ trợ. Lightroom sẽ ra mắt vào cuối năm nay, còn Photoshop thì sẽ vào đầu năm sau. Và bây giờ thì sẽ đến những chiếc máy Mac mới nhất. Chúng bao gồm là MacBook Air, MacBook Pro và Mac Mini. Đầu tiên thì về cơ bản, những thay đổi của cả ba chiếc máy này thì không đến quá nhiều từ mặt phần cứng về cũng như là thiết kế, mà nó chỉ đến từ con chip mới mà thôi. Những con chip mới nó đem lại những cái mới mẻ dành cho ba sản phẩm này. Đầu tiên chúng ta sẽ nói đến đó chính là chiếc MacBook Air 2020 mới nhất. Đây là một trong những máy tính sách tay đầu tiên có CPU dựa trên kiến trúc ARM của Apple, và cụ thể thì đó là con chip M1 mình đã nói ở trên. Apple cho biết MacBook Air mới nhanh hơn tới 3 lần nếu mà so với laptop Windows bán chạy nhất trong cùng phân khúc, và nhanh hơn 98% laptop PC được bán trong năm ngoái. Hãng cũng tuyên bố thời lượng sử dụng pin của chiếc máy này có thể đạt được lên tới 15 giờ nếu mà duyệt web, hoặc là 18 giờ nếu phát video. Con số này khá đáng nể nếu mà so với chiếc MacBook Air chạy bằng chip Intel. Tuy nhiên thì mình vẫn chưa rõ là Apple đã thử nghiệm cái kết quả này trong điều kiện cụ thể như thế nào. Và MacBook Air mới thì cũng sử dụng hệ thống tản nhiệt không quạt, do đó nó sẽ không gây ra tiếng ồn khi mà chạy. Tuy nhiên thì cái hiệu năng khi mà sử dụng không quạt như vậy thì nó cũng bị giảm xuống một chút nếu mà so với những dòng MacBook Pro. Về thông số kỹ thuật thì MacBook Air mới vẫn sử dụng màn hình Retina 13,3 inch, RAM lên đến 16GB và dung lượng lưu trữ có thể lên tới 2TB, hỗ trợ Thunderbolt, USB 4, Wi-Fi 6 và Touch ID. Webcam vẫn có độ phân giải là 720p, nhưng hình ảnh sẽ tốt hơn nhờ con chip mới có cái hệ thống xử lý hình ảnh nó tốt hơn. Và Mac OS Big Sur thì sẽ bao gồm một trình giả lập có tên là Rosetta 2. Cái trình giả lập này thì sẽ dịch bất cứ ứng dụng nào chưa được cập nhật dành cho kiến trúc ARM khi mà máy ra mắt. MacBook Air mới thì sẽ có giá khởi điểm từ 999 USD, tương đương với chiếc MacBook Air trước đó được phát hành vào tháng 3. Tuy nhiên thì cái thế hệ MacBook Air này thì có lẽ đã được khai tử. Tiếp theo là một chiếc máy tính bán rất chạy của Apple trong thời gian gần đây, đó chính là chiếc MacBook Pro 13 inch. Với việc thay đổi con chip sang là con chip M1 thì Apple cho biết hiệu suất trên những chiếc MacBook Pro 13 inch mới nhanh gấp 2,8 lần, với đồ họa nhanh hơn 5 lần nếu mà so với thế hệ trước. Và không giống như MacBook Air thì
MacBook Pro có quạt tản nhiệt, vì vậy là nó sẽ giúp cái hiệu năng nó cao hơn so với những chiếc MacBook Air. Ngoài ra thì chiếc máy này vẫn giữ lại Jack 3 cũng như là hai cổng Thunderbolt 4 ở phía cạnh bên trái. Thời lượng pin của máy thì cũng tăng lên 17 giờ trên web và 20 giờ nếu mà phát video. Apple cho biết thời lượng pin này dài hơn 10 giờ nếu mà so với phiên bản trước đây, và đây là thời lượng pin tốt nhất từng có trên dòng máy Mac. Đây là một bước tiến lớn không chỉ đối với riêng nhà Apple mà còn so sánh với những sản phẩm khác cũng chạy con chip với kiến trúc là ARM như là chiếc Samsung Galaxy Book S hoặc là Surface Pro X. Những thông số còn lại thì vẫn giữ nguyên như là chiếc MacBook Pro 13 inch mới nhất. Và chiếc MacBook Pro 13 inch mới sẽ có giá khởi điểm là 1.299 đô. Và cuối cùng trong bộ ba này đó chính là chiếc Mac Mini. Sau nhiều năm thì Apple đã mang quay trở lại cái màu bạc dành cho Mac Mini thay vì cái màu xám gần đây. Apple tuyên bố Mac Mini mới tiết kiệm năng lượng lên đến 60% nhờ con chip M1, nhưng CPU nhanh hơn 3 lần và đồ họa nhanh hơn gấp 6 lần. Các tùy chọn RAM lên tới 16GB và bộ nhớ SSD lên tới 2TB. Apple cho biết máy có thể hỗ trợ tối đa 2 màn hình ngoài cũng như là màn hình 6K với các cổng kết nối bao gồm Thunderbolt và USB 4. Tuy nhiên thì Mac Mini mới sẽ có ít cổng Thunderbolt hơn nếu mà so với mẫu 2018 chạy chip Intel. Apple tuyên bố Mac Mini mới như con chip M1 có thể thực hiện một số tác vụ nhanh hơn người tiền nhiệm. Mình lấy tiêu biểu ở đây đó chính là có thể chơi game Shadow of Tomb Raider với tốc độ khung hình cao hơn gấp 4 lần và render trong Final Cut Pro nhanh hơn gấp 6 lần. Mac Mini chỉ là sản phẩm đầu tiên trong dòng máy tính để bàn của Apple có thể sử dụng nền tảng mới. Sau đó rất có thể là tới iMac mới cũng như là một phiên bản nhỏ hơn của chiếc Mac Pro. Và Mac Mini mới sẽ có giá khởi điểm là 699 USD, rẻ hơn 100 USD nếu mà so với mẫu máy ra mắt 2 năm trước. Và đó là tất cả những sản phẩm và vừa được Apple ra mắt trong sự kiện One More Thing. Đây là một bước tiến rất là đáng kể của Apple. Apple đã thay đổi để có thể kiểm soát hết được từ phần cứng phần mềm và tối ưu chúng với nhau để đem lại một chiếc máy nó đồng bộ nhất, nó hoàn thiện nhất và nó đem lại cái hiệu năng cũng như là những ứng dụng nó tối ưu nhất. Các bạn thấy sao về ba chiếc máy mới của Apple cũng như là tương lai của những chiếc máy tính Mac chạy trên con chip với cấu trúc ARM? Các bạn hãy comment ở phía bên dưới nhé. Mình là Trúc Nhân, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam.